Alo, ai cắn cái đầu dây bên kia vậy? Dạ, tôi là người giúp việc. Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay nè. Ủa, vậy bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trong phòng nè. Đâu? Tao là ông chủ nè. Con nói thiệt mà, nãy bà chủ nói đó là ông chủ á. Ê, nè nè, mày có muốn tiền không? Dạ, dạ, muốn chứ. Lấy cái khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa nó đi. Dạ, con làm liền. Alo, xong chưa? Dạ, xong rồi ông chủ. Bây giờ mày gói xác, đem ném xuống cái hồ nước cạnh nhà chúng tao. Dạ, cạnh nhà mày có hồ nước nào? Mày nhìn kỹ lại xem. Chắc chắn là không có hồ nào hết á. Kỹ chưa? Chết mẹ lộn số rồi. Trời ơi. Ở một bệnh viện có một đứa trẻ mới sinh ra. Nó là thần đồng vì biết nói chuyện. Mọi người xúm quanh giường của nó. Nó nói chuyện được luôn. Hay dữ vậy. Con này trời, con này dễ thương dữ trời. Quá. Bác sĩ hỏi đứa bé. Con có biết ta là ai không? Dạ biết ạ, con cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc con. Đến lượt ba đứa bé hỏi. Cậu cưng, có biết ta là ai không? Không có đau không? Không. Nó ấn mạnh hơn. Đau. Tôi mới ăn rồi nghe đó mà ông là đau rồi. Lúc trước còn ở trong bụng mẹ, đêm nào ông cũng đâm vào đầu tôi hết rồi tôi chịu nổi. Trời ơi. Cổ khi nhổ cỏ bắt đầu. Giải thưởng để xóa nợ rồi kìa. Ai yêu ba ăn nhậu tới ngày thiếu nợ lùm lum. Chán quá à. Con yên tâm đi, lần này ba sẽ đăng ký đi thi, xóa nợ cho con coi. Ba mà có ngày ngẫm tài cán gì mà đòi đi thi. Tại con chưa biết đó thôi. Ba mà có thể uống được một lít trong vòng 1 phút 30 giây đó. Hả? Trời đất quỷ thần đệ ơi. Là con tôi. Là con người ta. Nếu gia đình nào có từ 4 mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ. Thông báo. Thông báo. Thông báo mà cũng ho nữa. Thằng điên nào trời. Ê ba, mà nói ba đi bộ đội rồi có một đứa con rơi đúng không? Nghe mẹ nói vậy đó. Rồi sao? Vậy bây giờ ba đám không về đi. Nhà mình đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ rồi đó. Đúng rồi ha. Vậy ba sẽ đi tới cái điểm đóng quân năm xưa, ba đi tìm nó. Ở nhà đợi tin vui của ba nha. Một tuần sau. Ba về rồi nè. Hai đứa em còn đâu rồi, kêu ra đây ba cho quà nè. Mẹ tụi nó đinh đóng đi hết rồi. Cái gì? Không nghe ông bao giống như mình vậy đó. Hả? Vậy là mất trắng rồi sao? Sao có người tóc bạc, có người tóc đen vậy ba? Thì người già hơn nên tóc bạc chứ sao con? Thế nào là già hơn hả bà? Thì ai sinh ra trước thì già hơn chứ sao? Hỏi gì trời. Vậy là sao sinh nhật của con trước, sinh nhật của bà ngoại mà sao tóc của bà ngoại bà trắng vậy? Ba lại con luôn á. Sao con ngày càng già mà cái đầu óc của con như trái cà vậy?